Hello các bạn, lâu lâu tự nhiên thèm trà mật ong các bạn, thèm trà mật ong. Đây thành phần mình pha trà nha các bạn, mình áng chừng thôi chứ mình không có chính xác lắm. Trà này là trà trà búp sen ở trên Lâm Đồng, người quen gửi xuống tặng cho mình. À, thì mình chắc mình cho khoảng tập 2 cái một này đi, tại mình hay thức khuya các bạn, mình hay thức khuya, cho hai hai ba đây, ở ba hai hai chắc hai được rồi. Thôi thêm thêm chút xíu nữa, thêm chút xíu nữa. À, đây là trà này, cái trà khô này rồi. À, bây giờ mình sẽ chế nước sôi vô. Pha thì nói chung tùy các bạn, bạn muốn lấy cái ly hay cốc gì cũng được. Pha nước sôi nha, lại nước sôi mình mới nấu xong nè. Mình ngắm 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 chút cỡ này được rồi. Rồi. Đó. Rồi đậy nó lại đã, đậy đậy lại để cho nó tan cái trà ra. Ngấm tan cái lá trà ra. Lắc lắc chút cho ta ra. Rồi đây mật ong các bạn, mật ong thì mật ong của bên công ty mình, hai lần bi đây mật ong các bạn, nó đặc nó sánh như vậy đấy các bạn. Mật ong của bên mình, công ty mình Halabi này, hàng này xuất khẩu này các bạn, xuất khẩu này nó đặc sánh như vậy này, nó đặc sánh mà nó dẻo quẹo luôn các bạn. Mật càng đặc càng sánh là mật càng ngon các bạn, là tốt đó. Lắc 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 cho tan ra. Rồi để mình mở ra mình kiểm tra coi nó như thế nào đó. Rồi xong, bây giờ cái này bả trà nào các bạn, mình vớt ra, vớt bả trà ra. Đây bả trà, rồi mình đổ cái nước trà đây, mình đổ vào trong cái ca lớn các bạn. Một mình đêm nay mình sẽ ôm hết chừng này luôn các bạn, ôm hết cái này luôn. Rồi cái này bả không, bả cho nó ra ngoài rửa. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đổ mật ong. Đây, mật ong. Ngon, không nhận mà mọi người quấy lên. Thì tùy theo khẩu vị ngọt lạt mà các bạn, pha nhạt pha ít tùy tùy các bạn thôi các bạn. Để mình nếm thử coi cái vị của nó vừa chưa. Trà mật ong nha các bạn. Vừa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem mình uống một cái ly nào.
mình sẽ uống vô cái bình đá này luôn. Ai thích uống ấm thì uống, còn ai thích uống đá, nước đá mát thì uống nước đá, sao cũng được. Này ok, cũng tương đối đá đây này, tương đối này, tương đối đá này, cho nó đậu quá đó, đóng lại rồi mình sẽ chế cái nước mật ong đá, mật ong với trà vào đây. Rồi cái phần này dư để đây đó, còn cái phần này là phần cái bình này là cái bình ủ nhiệt các bạn, bình ủ nhiệt. Rất là ngon. Để mình thử thêm một chút xíu là có lẽ mình phải nên thêm một ít nước đá nữa, tại vì mình đang khát nước. Mình thử á. Ngọt lắm các bạn. Tuy nhiên mà mình đang khát nước thì mình sẽ cho thêm nước đá vào. Tí nữa nước đá nó tan ra, nó sẽ làm bớt ngọt cái nước trà mà ông mình đi. Ok, thôi tạm thế là đủ rồi. Đâu. Do mình làm một tay, cầm tay quay điện thoại, quay đại đại nên nó hơi rung màn hình. Rồi, đậy cái nắp cái mật ong lại. Đây, mật ong này các bạn. Mật ong của bên công ty mình. À, mật ong bên mình nhiều lắm. Đó, cả đống mật ong đó. Tại vì uống mà làm lĩnh vực mật ong thì uống mật ong thoải mái. Rồi giờ mình sẽ lên trên lầu sân thượng mình thưởng thức trà mật ong các bạn. Mang này lên lầu, cái này tạm thời mình để đóng lại để đây. Đợi nó lâm nó lại. Hello. Đây là trên sân thượng nhà mình các bạn. À, đây là mật ong trà. Mình thêm nước đá và mình lắc cho đều này. Vì là mình làm hầu như rất ít lên trên sân thượng này. À, chỉ khi nào mà mình stress thì mình hay lên trên này, thỉnh thoảng thôi. Đây là sân thượng trên nhà mình. Đây là mấy cái vỏ bánh xe, vỏ bánh xe cũ mình mang lên trên này, mình tính mình đổ đất vô, mình
chậm bông không. Nói chung mình đặt cái bộ bàn ghế vui thôi tính, nhưng mà mang lên là mình còn không thời gian làm, tại vì mình tạo một thú vui nào đó chơi vui. Trong này thì có tập đống nè, nói chung là cũng có nhưng mà thể thao nhưng mà không có thời gian, mệt. Bên kia là bệnh viện quận Thủ Đức, đứng đây có thể nhìn thấy được cái bệnh viện quận Thủ Đức. Dưới đây là đường, bên kia có thể thấy được bệnh viện quận Thủ Đức. À, đứng đây mình có thể mình nhìn thấy được cái tòa nhà Landmark 81. Và từ xa xa mình có thể phóng to lên các bạn xem thấy nè. À, cam trước nó không cho mình zoom lên các bạn. Đó, cái nhỏ nhỏ đây nè, cái nhỏ nhỏ đây là chính là cái tòa nhà Landmark 81 này. Ở Bình Thạnh, mình đứng đây mình có thể nhìn thấy. Thì ở trên này mát lắm các bạn. Rồi, hôm nay nói chuyện chút xíu về cuộc sống chút xíu. Thế mình nghĩ cuộc sống này là ai cũng phải cố gắng tự tìm cho mình một cái niềm vui, tìm cho mình một cái cách để mình giảm cái stress trong cuộc sống. Nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, trung bình cũng khổ, nói chung cái gì nó cũng có cái mặt này mặt kia. Tại vì cái đá nó hơi nát, mình uống nó hơi chạy đá vào miệng. Nó ngon các bạn. Thử nào, khi các bạn mua màu về, mua trà khô về thử pha thử cái này uống nó ngon lắm. Nếu mà mình ra tiệm uống thì một ly trà mật ong mình thấy là 40 mấy 50 ngàn. Thậm chí nếu mà vô những quán xa nằm khoảng tầm 90 ngàn. Nhưng mà nó uống chút xíu, uống hơi một kéo một hơi cái là hết sạch. Còn đây á, bỏ ra 130.000 mà mua trà mật ong nửa lít mà bạn là pha chắc không. Nếu tính thì cái cối này á, theo một cái ly đầy này thì bạn được khoảng tầm 20k này á, được 20k này thì tính ra bạn mất khoảng tầm như ta 7.130, khoảng 7.000 đồng thôi. À, nhưng mà một 7.000 đồng mà cái ly này là khoảng 1 lít nước mật ong, trà mật ong, mật ong 7.000 đồng quá bèo. Nếu mà tính ra tự mua 100 chai mật ong về tự pha thì quá bèo. Đó. Rẻ giá luôn. Nhiều anh em thì mình có lập kênh YouTube Ông Mật Cao Nguyên. Cái khởi điểm á phải như thế này. Khởi điểm mình lập kênh này là hay đi giao hàng hay đây mới đó là vui vui cái quay. Tôi muốn vẫn quay với vẫn mà tự nhiên đặt nhiều người coi lắm, coi quá trời luôn, coi tăng sub rất nhanh, nhưng mà tăng sub nhanh quá rồi tự nhiên mình lại nghĩ ngợi sao mình cho nó hạ nhiệt xuống. Tại vì nếu mà giả sử để muốn đạt một kênh tăng sub nhanh không khó đối với mình đủ thức chiêu trò để mình tăng, mình không cần thiết điều đó. Chủ yếu là mình tạo làm cái kênh đó để mình truyền video clip vào trong cái web của công ty thôi. Đó. Lúc đầu như vậy, tại vì lưu hot mình lưu video clip nó nặng lắm, chịu không nổi. Thứ hai nữa là nó chậm. Còn mình dùng hot của YouTube thì Google thì thoải mái, thì băng thông thoải mái, thì không sợ lượt truy cập bao nhiêu cũng vô tư, không sợ bị hack nữa. Rồi thôi, vậy thôi, cảm ơn các bạn nha. Nói chuyện sơ sơ vui vậy thôi.